nằm trong danh sách cấm của Benny Sandbox. Chúng ta chuẩn bị bước vào với game đấu đầu tiên trong khuôn khổ giải đấu WCK, giải đấu liên minh thái tốc chiến số 1 của khu vực Hàn Quốc với kéo đầu giữa Lee Sandbox cũng như là T1. Với việc là Lee Sandbox là những người được chọn bên và họ ngay lập tức first pick một con Curmew. Như tôi đã đánh giá thì một con Curmew flex pick, đây là một lựa chọn mở dành cho bên phía Lee Sandbox khi mà nó có thể được luân chuyển ở khu vực hai khu vực đường đơn là khu vực đường giữa cũng như khu vực đường trên và thậm chí là cả khu vực đi rừng trong tay của Kiri nữa. Còn Haru và Penguin, tôi nghĩ rằng đây sẽ là cặp đôi đường dưới của bên phía T1 với sự lựa chọn Varus cũng như là Galio. Nhiều khả năng là như vậy, tuy nhiên thì cả Galio và cả Curmew đều là những lựa chọn mở khi mà vị tướng này là những vị tướng có thể đi được ở cả hai đường. Galio có thể đi được ở cả đường giữa, lẫn có thể đi được cả hỗ trợ. Và tuy nhiên thì sau một vài cái lựa chọn đầu tiên thì mình đã cho thấy được là cái ý đồ của T1 đang muốn đánh một cái đội hình thiên về giao tranh với cái khả năng khống chế rất khó chịu đến từ cả bộ đôi Varus lẫn Galio. Rất thú vị đúng không? Ngay khi mà những sự lựa chọn đầu tiên thì chúng ta đã có những con bài mà nó sẽ mang tới, hứa hẹn mang tới những tình huống giao tranh rất nảy lửa tới từ cặp đầu giữa Lissabug và T1. Riven ở khu vực đường trên dành cho Glow và đây sẽ là một con Curmew đi rừng của Kiri. Và Ash là sự lựa chọn dành cho Eugene ở khu vực đường dưới. Trong khi đó T1 họ khóa rất nhanh vào Darius khi biết rằng đối thủ mà Jizong sẽ phải đối đầu ở trong game đấu đầu tiên sẽ là một con Riven trong tay của Glow. Darius ở khu vực đường trên của T1 và Kha'Zix đi rừng trong tay của JY. Kha'Zix là một cái vị tướng sát thủ đi rừng ăn thịt và nó được gọi là bỏ sót lại sau cái meta đi rừng ăn thịt vừa qua khi mà những Curmew, những Fizz đã bị giảm sức mạnh, và đây sẽ là một cái lựa chọn mang lại áp lực đầu trận khá là tốt cho đội hình của bên T1. Orianna được khóa lại cho Illusion rất là nhanh và đúng như là Thành chính là Fate cũng như là tôi đã có những cái phân tích ở giai đoạn đầu game thì Illusion với những chất tướng pháp sư sẽ là những sự lựa chọn khả dĩ dành cho Lee Sandbox ở thời điểm hiện tại. Nami là sự lựa chọn dành cho Rabbit ở vị trí hỗ trợ, trong khi đó thì Claw không còn những chất tướng Z hay là Yasuo cũng như là Kali nữa thì anh ta quyết định lựa chọn một con Ahri ở vị trí đường giữa. Và đội hình gia quân đến từ Lee Sandbox là một đội hình mà thiết nghĩ rằng cái khả năng và đàn áp đường của họ là tương đối ấn tượng. Họ có một con Riven ở khu vực đường trên với khả năng đẩy đường cũng như là áp lực trong giai đoạn đầu khá là tốt. Nhưng đối đầu với Riven của Glow ở trong trận đấu này sẽ là một Darius của Jizong, cũng là một con bài sinh ra để thắng đường. Và hứa hẹn đây sẽ là một cặp đối đầu rất nảy lửa ở cánh trên của Ấn Độ. Khu vực đường giữa sẽ là cái đầu Orianna cũng như là một chất tướng Ahri, thì thiết nghĩ rằng trong khoảng ban đầu thì cả Co cũng như là cả vị trí của Illusion sẽ chỉ đơn thuần là những tình huống pha mà thôi. Game đấu đầu tiên trong khuôn khổ giải đấu WCK 2021 đã được diễn ra giữa team T1 cũng như là Lee Sandbox. Lee Sandbox ở bên phía đội 1 và T1 ở bên phía của đội 2. Trong cái đội hình này thì mình nghĩ rằng là cái vai trò của Nami rất là quan trọng trong đội hình của Lee Sandbox, khi mà anh ta sẽ cố gắng là sử dụng cái sóng thần của mình để ngăn cản những tình huống lao vào của những Darius, Kha'Zix hay là cả Ahri và Galio nữa. Các bạn đừng quên rằng giải đấu WCK 2021 được nắm giữ bản quyền bởi Riot Hàn Quốc và được tiếp sóng bởi BoxSpot, và đừng quên để lại những lượt like cũng như là subscribe để ủng hộ cho kênh phát sóng FCK tiếng Việt của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và bạn rất là nhiều. Ngay lập tức là có những tình huống trao đổi chiêu ở khu đứng giữa cũng như khu đứng trên. Glow anh ta cộng ta bộ kiếm đúng không? Như là tình huống lướt của mình ở cấp độ 2. Trong khi đó thì khả năng đẩy đường đến từ Jizong với một chất tướng Darius vẫn đang là điểm mạnh mà T1 có thể khai thác với vòng rừng của JY. Kiri ra khu đứng giữa gay và Co có thể là người gặp nguy hiểm. Nhưng đây chỉ là động thái ra để hỗ trợ đẩy đường tới từ Kiri mà thôi. Với cái pha di chuyển như thế này cùng với đó là thế lính ở đường dưới thì mình nghĩ rằng là cái con cua đầu tiên sẽ được kiểm soát phòng nhiều lần bởi bên Lee Sandbox khi mà cả Ash và Nami đều đã bắt đầu ra khu vực cua rồi. Penguin di chuyển để có thể hỗ trợ cũng như là áp lực vào tình huống cắm mắt vừa rồi đến từ vị trí Rabbit. Rất gắt, những tình huống di chuyển liên tục và bộ đôi rừng cũng như là đường giữa của cả đôi bên đang có những pha mà áp lực lẫn nhau. Glow quay trở lại đường rất nhanh với tam bộ kiếm. Và Jizong thì đang là cấp 3. Trao đổi chiêu chắc chắn người lại thế hơn sẽ là vị trí của Glow. Và vừa rồi là pha bắt không thành công đến từ top lane của T1. Một chút ưu thế và khả năng đẩy đến từ Riven của Glow. Và đây là tình huống xâm lăng rừng của JY đã bị phát hiện. Và anh chàng này còn nhảy.
cũng như là tình huống sắp sửa hồi lại trừng phạt, áp lực tới từ Clow. Nhưng rõ ràng là với việc khả năng di chuyển tới từ co thì GY sẽ cướp được con bồ đỏ mà thôi. Ngược hướng trở lại thì Kiri anh ta cũng sẽ xâm lăng vào phần rừng của đối phương và có được cho mình con bồ xanh. À, như vậy là một cái pha trao đổi về cả cua lẫn bùa gần như là hòa nhau giữa cả hai đội tuyển. Và với cái xu hướng đi rừng như thế này thì mình nghĩ rằng cái điểm nóng sắp tới sẽ là khu vực đường dưới, khi mà nhiều khả năng là sau khi có được cái đường nằm thì Kermil của Kiri sẽ tiến xuống khu vực đường dưới và hỏi thăm vào vị trí của Varus của Haru, một người rất là kém cơ động trong cái việc đào thoát khỏi cái tối hậu thư của Kermil. Đồng ý. Ai sự lựa chọn Galio đến từ Penguin phần nào đó lock đi một cái combo rất là mạnh mà Lissabon có thể lựa chọn, mà tôi đã nói ở trong cái giai đoạn ban đầu, đó là tối hậu tư kết hợp với siêu giáng thế. Ngay khi thấy Lissabon khóa lại Kermil ở lượt first pick thì T1 cũng đã có được ngay những cái tín hiệu đáp trả với con Galio này để chống đi một cái combo mà nó sẽ khiến cho Varus của Haru sẽ gần như là không có cách để có thể đào thoát. Siêu giáng thế kết hợp với tối hậu tư thì một cái vị tướng mà nó không thực sự quá là độ giàu độ cơ động như là Varus sẽ gặp rất là nhiều nguy hiểm. Khu vực giữa vẫn đang là sức ép tới từ những quả cầu ma thuật mà Illusion đặt ra từ nãy tới giờ. Và Co đang là người cảm nhận là yếu thế hơn một chút ở khu vực giữa. Trong khi đó thì hai đội vẫn đang thi đấu rất chậm. Đúng là LCK đúng không? Đúng là khu vực Hàn Quốc của chúng ta. Và cả T1 cũng như Lissabon đang rất tôn trọng đối phương ở trong những cái phút giây đầu tiên này. Một cái điều thú vị mà mình muốn mọi người để ý đó chính là cái việc là Illusion, anh ta mặc dù là cái mặt nạ đỏ đầy đã bị giảm sức mạnh trong cái đợt cập nhật vừa qua, nhưng Illusion vẫn ưu tiên lấy cái trang bị này đầu tiên sau cái Lam Ngọc, và không biết rằng là đây có phải là lựa chọn chính xác hay anh cho anh ta hay không đây. Mặc dù đây vẫn là một trang bị mạnh cho Orianna nhưng có vẻ nó không hợp với meta hiện tại nữa. Như là rồng sẽ là đích đến từ Lissabon không tối hậu thư được sử dụng, và mục tiêu là Penguin ngay lập tức có đại bằng kiếm follow up theo. Dính quá nhiều hiệu ứng và hỗ trợ bên phía của T1 nằm xuống với điểm chiến công đầu dành cho người chơi đi rừng bên phía của Lissabon. Một pha đầu tư ổn đến từ Lissabon. Họ đầu tư tới 3 chiêu cuối để bắt vào người chơi hỗ trợ bên phía của T1, và với lợi thế hơn về quân số, Lissabon đang tràn thẳng khu hàng rồng, nhưng đó là pha hút gió rất hay từ cò. Dính thiêu đốt và GG buộc phải lùi về, anh ta đang bị rồng nhổ và chưa có điểm hạ gục dành cho T1. Rồng thuộc về bên phía của Lissabon nhưng siêu hùng dáng thế đạp xuống đã có mạng dành cho T1 với cú double kill dành cho JY. Một cái gọi là không biết có gọi là một cái lỗi hay không nữa, tuy nhiên thì sau cái pha mà bắt Galio của Benjin thì hầu như là tất cả các chiêu cuối của bên Lissabon đã phải đầu tư hết, và sau đó là một cái pha rồng. Và như các bạn thấy đó là khi mà đã mất hết tất cả các chiêu cuối thì đội hình của Lissabon khá là yếu và dễ dàng gọi là bị hủy diệt bởi các thành viên của đội tuyển T1 trong cái pha rồng đất vừa rồi. Nên mặc dù là có rồng đất nhưng về cái lượng tiền thì bên T1 vẫn đang là nhỉnh hơn. Hoàn toàn đồng ý, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là Lissabon họ đã mất rất nhiều tài nguyên ở trong tình huống trước đó. Gói combo được sử dụng để bắt vào Galio trong tay của Penguin, nhưng những gì mà Lissabon đầu tư là quá nhiều và họ phải trả một cái giá rất đắt khi tham vọng với con rồng đầu tiên của ván đấu. T1 họ trả đũa rất nhanh với tình huống tấn công tới từ cò với những pha hôn gió cũng như là quả cầu ma thuật cực kỳ chuẩn xác. Ba chiêu cuối được đầu tư và Penguin với lượng hiệu ứng và lượng sát thương như vậy thì anh ta chắc chắn là sẽ không thể thoát thân được, nhưng quay lại trả đòn cũng rất gắt đến từ T1. Với việc là hai mạng dành cho một con Kha'Zix thì đây sẽ là một mối hiểm họa mà tôi nghĩ rằng là Lissabon sẽ cần phải hết sức cẩn trọng trong những cái phút giây tiếp theo. Một con Kha'Zix xanh đã là cấp 9 tới từ JY và anh ta tiến hóa cánh, dính đại bằng kiến, hồn gió thành công đến từ vị trí của cò. Rabbit mất rất nhiều máu, JY không dính thủy ngục và anh ta lùi về được với sự trợ giúp đến từ đồng đội. Cũng phải nói thêm là cái pha vừa rồi khi mà Varus của Haru đã sử dụng một cái pha chiêu cuối không được chính xác lắm, chứ nếu như mình nghĩ rằng nếu pha đó là chính xác và bắt được vào một thành viên nào đó của bên team Elsenbox thì có lẽ là cái trụ đầu nó đã sẽ đến sớm hơn dành cho đội tuyển của T1. Thế nhớ rằng T1 vẫn còn sứ giả nhá, họ vẫn chưa thả sứ giả, JY vẫn chưa thả sứ giả ở bất cứ một đường nào, và đây vẫn sẽ là một cái sức ép vô hình mà thành viên bên phía của T1 tạo ra trước bên phía của Elsenbox. Tiến độ của trận đấu đang được diễn ra theo một cái phương hướng nhanh hơn rất nhiều so trong những cái phút giây ban đầu, so với những cái phút giây ban đầu khi mà hai đội thi đấu một cách tương đối là thận trọng cũng như là thăm dò nhau, thì ở thời điểm hiện tại đã bắt đầu có những điểm hạ gục và khả năng lăn cầu tuyết đang được các thành viên bên phía của T1 thực hiện ở trong cái ván đấu này. 7 phút thi đấu trôi qua và lượng tiền chênh lệch nhỉnh hơn đôi phần dành cho bên phía của T1 ở hơn đối phương tầm hơn 4.000, nhưng Haru có thể gặp nguy hiểm khi chiêu cuối được bật tới từ Riven. Tốc biến rất nhanh từ Haru quay lại trả đòn với một pha bu cung và ngay lập tức Glow phải lùi về.
cũng phải nói là trong cái pha vừa rồi thì Haru là một người chơi rất là cẩn thận, khi anh ta sau khi lên được cái mình cho kiếm Muramana đã rớt thẳng lên cho mình luôn cái khăn giải thuật, và vì là đây cái đó sớm anh ta đã có thể thoát được khỏi cái kill của bên kia. Tình huống đại hồng thủy, Kiri tấn công tốc biến tới từ Glow, nhưng anh ta không có một pha toàn bộ kiếm hất tung thành công được vị trí của Penguin, và đó là một pha đào thoát thành công tới từ hỗ trợ bên phía của G1 mà thôi. Tốc biến đổi tốc biến, nhưng rõ ràng những người lợi thế hơn tôi nghĩ vẫn sẽ là G1 mà thôi, khi họ đổi tốc biến của người chơi hỗ trợ lấy tốc biến của người chơi đứng trên. Rabbit có thể gặp nguy hiểm trong tình huống này, kiệt sức đã phải sử dụng một pha bắp thành công từ vị trí của Darius, siêu sáng thế đáp xuống và chắc chắn điểm hạ gục sẽ có dành cho G1 mà thôi. Quan trọng là họ có mấy mạng, hai mạng tiếp tục dành cho G1, và 4-1 ở phút thứ 8 dành cho JY và đồng đội. Chu xoáy ba người, có đại băng tiễn chồng vào, sát thương là chưa đủ, khi cảm nhận là vị trí của Yujin vẫn chưa đủ sát thương để có thể hạ gục bất cứ một thành viên nào bên phía của G1 trong pha di chuyển vừa rồi. Một pha tôi nghĩ rằng di chuyển hớ hênh đến từ G1, nhưng họ không phải để mất bất cứ một mạng nào khi mà cảm nhận rằng lượng sát thương là tương đối thiếu hụt đến từ bên phía của Lissabox. Vâng, chính xác rồi. Như các bạn thấy là với cái việc là tăng sức mạnh của cái vọng âm Luden thì mặc dù là Ahri đã hôn gió hụt trong cái pha vừa rồi nhưng sát thương vẫn là quá nhiều và nó khiến cho đội hình của Lissabox gần như là tan vỡ, và sau khi họ bật lại thì họ cũng không đủ sát thương bởi vì Orianna và cả Ashe đều là những vị tướng mà cầm trang bị rất là nhiều để có thể phát huy tiếng nói được. G1 đã muốn khởi động dòng rất nhanh với những cái diễn biến của trong trận đấu này, và Lissabox thì vẫn đang cố gắng để có thể kiểm soát lại tầm nhìn cũng như là tranh cướp mục tiêu với đối phương. Lý Dông là đã dàn tuyến đầu lao thẳng vào tới từ Kiri, anh sẽ sử dụng tối hậu thư nhắm thẳng vào cò, và mặc dù có được cho mình những phi hộ nhưng cò không thể thoát thân, Glow phải trả mạng lại. Một đội một tới từ cả hai bên, nhưng bên phía của Lissabox những cái tiền đề giao tranh của họ đã hết rồi khi mà những cái chiêu cuối thì đã được sử dụng. Lệnh sóng âm tới từ Orianna trong tay của Legion chưa hồi lại, và G1 có được con rồng thứ hai của ván đấu. Penguin gặp nguy hiểm khi mà lượng máu của anh ta là tương đối thấp, nhưng đây là trụ một của G1, và rõ ràng là Lissabox sẽ không thể quá mạo hiểm để băng sâu được khi mà những cái tài nguyên mà họ đầu tư trong tình huống trước đó đã gần như là hết rồi. Vẫn sẽ là một chút ưu thế dành cho G1 với pha tranh cướp mục tiêu vừa rồi và thả sứ giả khe nứt để có thể gây sức ép ở cánh dưới dành cho JY. Đây là cái pha giao tranh vừa rồi. Như bạn thấy này, đầu tiên là cái pha lao vào của cả Riven và Camille trong cái tình huống này. Trước đó là một cái pha thủy yên thần rất là đẹp đến từ Nami. Nó rất là đẹp, mọi thứ rất là đẹp, nhưng vấn đề nữa đó là các chủ lực của bên team LSB, tức là team của Orianna và Ashe, vẫn không đủ góc để có thể lao vào và tiếp cận được vào Kha'Zix. Và điều này nó khiến cho cái việc là sau khi mà có được giao tranh xong thì Kha'Zix vẫn còn sống, và với cái việc là có được cái sát thương cô lập thì anh ta vẫn có thể cùng với lại đội tuyển ăn con rồng rất là dễ dàng. 5-2 về tỷ số điểm hạ gục ở phút thứ 10 dành cho các thành viên bên phía của G1, với lượng tiền rơi vào khoảng tầm 7.000 hơn. Một áp lực rất khủng khiếp mà JY cũng như là đồng đội đang tạo ra với con Kha'Zix 4-0. Zyuren đã được hoàn thiện trong tủ đồ của JY, trước đó là một cái dạng kiếm Nakta. Và cái lượng sát lực cũng như là cái lượng xuyên giáp mà JY đang sở hữu, nó sẽ khiến cho những cái tình huống mà anh đang sử dụng cào cấu hay là những pha gai hư không, gần như nó sẽ là lượng sát thương chuẩn rơi vào người các thành viên bên phía của Lissabox, bắt buộc phải sử dụng cho mình siêu dạng thế thứ Penguin khi mà Zizong bị bắt ở cánh dưới với một pha vây bắt của ba thành viên bên phía của Lissabox. Một chiêu cua đã mất đi đến từ G1, nhưng liệu Lissabox có thể khai thác được cái việc mà chiêu cuối thiếu hụt của đối phương được hay không thì là câu chuyện rất khác. Tốc biến tới từ vị trí của Kiri và có luôn tối hậu thứ, những giây qua anh ta tốc biến được qua phía bên kia vào tường và trốn thoát một cách rất đơn giản. Nào, đại hồng thủy có gì xảy ra cũng được giữ hay không đây? Vẫn tiếp tục là những tình huống lao lên, nhưng công cụ để có thể bắt được các thành viên bên phía của G1 tới từ Lissabox đã không còn rồi. Họ không còn tối hậu thư để ngay lập tức cố định một mục tiêu nữa, và đại hồng thủy cũng đã được tung ra tới từ Rabbit để có thể cố gắng có một pha mở giao tranh. Tiếp tục là đu dây bóc phi thần không chính xác đến từ Kiri. Anh ta chỉ cố gắng gây áp lực và đẩy các thành viên bên phía của G1 ra khỏi phần rừng của bản thân mình mà thôi. Trụ một đứng giữa vẫn đang là đích đến mà các thành viên bên phía của G1 hướng tới. Còn ở khu đứng dưới thì đang có một pha tay đôi đến từ hai người chơi đường trên. Nhưng ngay lập tức thì Zizong anh ta lùi về được với Đại Thế Lửa Hextech. Cũng phải nói thêm một chút về cái pha vừa rồi khi mà bắt Kha'Zix thì không biết gọi là hên hay là may, nhưng mà cái tối hậu thư của Glow nó vô tình nó tạo ra một cái khoảng nhỏ ở cái khu vực Baron, và nó giúp cho Kha'Zix
vẫn có đủ một cái góc để anh ta có thể thoát ra được. Và nếu như cái pha vừa rồi mà Kha'Zix không đủ tầm để thoát ra thì nhiều khi một cái mạng sit down, một con Kha'Zix 4-0 nó giúp về cho Kermiu của bên Kiri lại có được lợi thế, và nhiều khi như vậy nó sẽ là một cái gọi là một cái then chốt và nó có thể xoay kỳ ván đấu rất là nhanh. Nhưng mà không, đi qua đã nói rằng là không, không thể bắt được tôi được trong cái pha vừa rồi. Tại Bắc Tiến, tại Hồng Thủy có luôn cả tối hậu thư, quá nhiều CC và còn lên bảng điểm số khiêu khích thành công nhưng chỉ trúng một người đến từ vị trí của Benvin, và đó là tất cả những gì mà T1 có thể trả đũa lại sau tình huống họ mất khu vực, họ mất người chơi đường giữa trong pha vây bắt vừa rồi của đối phương. Glow gặp nguy hiểm sát thương là khá lớn tới từ dây ngoài, nhưng với những pha ước nguyện tiên cá thì Rabbit anh ta hồi phục cũng như là bảo kê thành công của đồng đội của mình sau tình huống lao lùi về vừa rồi mà thôi. 5-3 cứ gặp lại một chút về tỷ số điểm hạ gục dành cho các thành viên bên phía của Lissabox ở phút thứ 12. Diễn tiến của trận đấu vẫn đang được đẩy nhanh đến từ bên phía T1. Họ vẫn đang rất muốn lấy được cái trụ bột ở khu vực đứng giữa, cảm nhận rằng đây vẫn là một mục tiêu tối thượng mà T1 sẽ hướng tới ở trong những cái phút giây tiếp theo, khi mà nó sẽ cung cấp cho họ khả năng kiểm soát tầm nhìn ở hai đứng cánh cũng như khu vực Baron và cả khu vực hàng rồng nữa. Cái pha giao tranh này thì Ari đã là người kém may mắn khi mà nhận quá nhiều sát thương. Và trong cái thời điểm hiện tại ấy, thì mình nghĩ rằng là đội hình của T1 cần phải đẩy cao tốc độ bắn đấu lên, bởi vì những vị tướng như Kha'Zix, như là Varus sẽ không phát huy được quá nhiều tiếng nói khi trận đấu kéo quá dài. Đây là những các tướng theo kiểu bất lẽ và cấu rỉa tầm xa. Còn bên kia thì Ashe và Orianna đó là những vị tướng rất là mạnh khi mà giao tranh về cuối với những sự trang bị có được. Thì lượng DPS mà họ tạo ra rất là lớn. Lái bằng đại băng tiễn không thành công đến từ Yuzin. Áp lực vẫn đang được tạo ra đến từ bên phía của T1, nhưng đúng như Fate nói, T1 họ cần phải đẩy mạnh lợi thế và ngay lập tức họ tấn công với điểm hạ gục đã có dành cho xạ thủ Haru. Tiếp tục tấn công Kiri, anh ta đóng tối hậu thư, dính hôn gió hay không đây, chưa dính hôn gió đến từ vị trí của Illusion, và anh ta quay lại trả đòn với một tấn công đẩy co lùi về. Rất nhiều những chiêu cuối đã được cả hai đội sử dụng, nhưng chỉ có một mình Yuzin là người phải lấy bảng đếm số tới từ đội hình bên phía của Lissabox mà thôi. 6-3 và con rồng tiếp theo của bàn đấu thuộc về T1 với việc là họ đã sở hữu hai con rồng quý tố so với chỉ một bên phía của Lissabox mà thôi. Như vậy chúng ta đã xong với những cái tín hiệu fix lỗi đường truyền đến từ bên phía của WCK rồi. Và game đấu đầu tiên vẫn đang được diễn tiến với một cách biệt là sắp sửa lời từ con số 10.000 dành cho T1. Chính xác đó là 10.000 tiền. Và với cái khoảng cách khủng khiếp như thế này thì tôi đang không thấy được rằng Lissabox có những cái hy vọng quá nhiều, mặc dù chúng ta vẫn nói rằng đội hình bên phía của Lissabox là một đội hình Scale Blade là mạnh hơn so với những gì, những thứ gì mà T1 đang sở hữu. Nhưng áp lực thì vẫn đang được tạo ra, một con Kha'Zix rất xanh và trường thương phục hận đã có trên người của JY. Điều này đồng nghĩa với việc là anh ta không chỉ mạnh ở những tình huống nhất kích tất sát mục tiêu, mà nếu như anh ta nâng cấp cho mình cái gai hư không thì những pha làm chậm của anh ta với việc là sử dụng cú đúp tầm xa là cực kỳ khó chịu. Vâng, và không chỉ là Kha'Zix của JY mà cả Haru nữa cũng đang sắp hoàn thành cho mình cái thư vực hận Serida rồi. Và sau khi có được cái thư vực hận này thì cả hai sẽ là những cái quân bài cấu rỉa tầm xa và làm chậm siêu khó chịu dành cho Lissabox. Và đây sẽ là một cái gì đó nó rất là khó để cho Yuzin hay là Illusion có thể giữ được vị trí trong giao tranh. Tôi cấu diệt tầm xa và ngay lập tức họ lao thẳng vào việc là mở giao tranh với team Penguin. Rất nhanh với ra tên lửa Hashtag và Penguin anh ta áp sát ngay lập tức và lấy đi tốc biến của Yuzin. Khăn giải thuật cũng đã được sử dụng rồi, nhảy thẳng đi, đá bóng tiến chính xác nhắm vào vị trí của Haru. Haru gặp nguy hiểm trong pha điều này nhưng anh đã được bảo kê bởi đồng đội siêu giáng thế, đáp xuống khiêu khích trúng hai người. Cú xoáy chỉ trúng hai người đến từ Illusion mà thôi, sát thương là chưa quá nhiều đến từ bên phía của Lissabox. Họ lao thẳng vào điểm hạ gục đầu tiên, đã có Crow là người nằm xuống. Kha'Zix lao thẳng vào, anh ta không đủ sát thương khi dính kiệt sức nhưng vẫn có mạng, và hai mạng dành cho bên phía của T1. Họ không mất bất cứ ai trong pha giao tranh của khu vực đứng giữa vừa rồi. Vâng, một pha giao tranh gọi là rất là vào bài của T1 khi họ biết được cái lợi thế của mình là gì. Kha'Zix sau khi có được cái gọi là điểm hạ gục và anh ta ngay lập tức hồi lại cái nhảy, và sau khi dồn sát thương đối phương anh ta vẫn đủ thời gian để có thể thoát ra và tránh đi cái việc là phải nằm xuống trong đội hình của Lissabox. JY đang có một ngày thi đấu rất cháy với Kha'Zix. Anh ta đang là 6-0 và đã hoàn thành xong cho mình giáp thiên thần, món đồ thứ tư trong tủ đồ của người chơi đi rừng bên phía T1. T1 đang mở Baron và họ ăn Baron rất nhanh, khiêu khích trúng hai người từ Penguin. Mục tiêu đã lao tới là Nami trong tay Rabbit, chắc chắn phải là bảng điểm số, đóng đồng hồ sau đó lùi thẳng về, vẫn có điểm mà cũng lao thẳng vào từ dây quay nhảy liên tục. Và đây là một con Kha'Zix cực kỳ cháy tới từ người chơi đi rừng của T1. Anh ta vẫn không phải lấy bảng điểm số, và Kiri sẽ là mục tiêu tiếp theo mà các thành viên bên phía của T1 hướng tới.
Một cú quét sạch anh chàng này chính xác là như vậy rồi, quét sạch cho T1. Và anh họ đang muốn kết thúc ván đấu này. Và cái điều mà chúng ta muốn xảy ra đã không xảy ra, đó là Dieselbox người ta đã không thể co-pilot được. Và sau khi có được Baron thì với lượng sát thương quá lớn từ Kha'Zix cũng như là cả Varus nữa thì có thể nói là hủy diệt dành cho đội hình của team 1 T1. T1 có được chiến thắng mở màn trong ngày ra quân của mình ở WCK, màn thể hiện rất cháy và tôi đang rất rất ấn tượng với con Kha'Zix trong tay của JY với tình huống triple jump của anh ta ở pha thi đấu cuối cùng, mang lại một pha quét sạch để cho các thành viên bên phía của T1. Một chiến thắng rất xứng đáng khi mà họ dẫn trước Lisbon trong hầu hết thời gian của bản đấu. Tình huống hang rầm ở trong giai đoạn đầu tiên tôi thiết nghĩ rằng nó sẽ là một cái bước ngoặt ở trong cái bán đấu này khi T1 họ áp đảo so với bên phía của Lisbon trong hầu hết khoảng thời gian về sau đó. Đó là những gì diễn ra, những cái diễn biến ở trong bán đấu đầu tiên, nhưng đây vẫn là BO3, vẫn có hy vọng dành cho bên phía của Lisbon và chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong chốc lát khi những diễn biến ở game đấu thứ hai trong khuôn khổ WCK giữa T1 và Lisbon được sẵn sàng bắt đầu.